Đột lên bóng của Palace, Mateta. Mateta 1-0 cho Crystal Palace. Bất ngờ đã xảy ra chỉ sau có 4 phút đầu tiên, trong một tình huống Man City để mất bóng bên phần sân của đội chủ nhà. Ngay lập tức Palace đã khẩn trương thực hiện tình huống tấn công. Thủ môn Ortega, người thay thế cho trường hợp của thủ môn Ederson không có thể trạng tốt nhất, đã phải vào lưới nhận bóng. Nên nhớ rằng vào ngày này đúng 9 năm về trước, cũng ở Selhurst Park, Man City đã nhận thất bại trước Crystal Palace. Tốc độ quá tốt của Mateta trong bối cảnh mà hai trung vệ của Man City không sẵn sàng. Mateta đang là chân sút tốt nhất của Palace ở Ngoại Anh mùa giải năm nay với 7 pha lập công. Giải đấu Hoàng Anh luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Những đội bóng bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn có thể tạo ra, đã tạo ra khá nhiều tranh cãi nơi các cổ động viên về phong cách mà họ muốn hướng đến. Olis rất nguy hiểm và bàn thắng thứ tư. Điều gì đang xảy ra trên sân Selhurst Park vào thời điểm này đây? Palace đang tham hoa, còn West Ham United thì đang gục ngã. Những ngôi sao trên hàng công của Crystal Palace đã liên tục ghi bàn. Bây giờ đến lượt Mateta. Một sự sụp đổ của đội bóng dẫn dắt bởi huấn luyện viên David Moyes. 4 bàn thua chỉ sau khoảng 30 phút đồng hồ của hiệp 1 trận đấu này. Và những sai lầm vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tình huống triển khai tấn công của West Ham United. Những ngôi sao của họ liên tục để mất bóng. Nhiệm vụ của Mateta trong tình huống này là rất đơn giản, khi mà khung thành đã rộng mở. Rất hợp lý, Eze đã qua người. Vẫn là Eze. Đường chuyền rất hay, Mateta. Bàn thắng thứ 5. Bàn thắng thứ 5 dành cho Crystal Palace. Mateta sắc sảo trong tình huống dứt điểm. Còn Eze thì cho thấy khoảnh khắc chuyền bóng thiên tài của mình. Crystal Palace đơn giản là không thể ngừng thăng hoa trong thời điểm này, khi mà những ngôi sao của họ vẫn đang bay bổng. Eze đã vượt mặt Woodbounce. Eze đã nhảy múa trước Ben Johnson và Kachuma trước khi sâu kim cầu thủ người Pháp và kiến tạo cho Mateta. Tất cả đã sững lại trong tình huống chuyền bóng của Ebireche Eze. Con đường kiến tạo nào có thể đẹp hơn pha bóng này đây? Nó tạo ra cơ hội quá thuận lợi cho Jean-Philippe Mateta để ghi bàn thắng tiếp theo của anh trong mùa giải năm nay tại Ngoại hạng Anh. Đường chuyền ngang khá phiêu lưu của Bruno Guimaraes. Sau đó là một pha xử lý mạo hiểm nữa của Murphy. Eze nhận bóng trong tư thế chống trải. Pha phạt đẹp mắt, tinh tế, hiệu quả của Crystal Palace. Huấn luyện viên Glasner đã đúng khi ông bố trí bộ ba tiền đạo của Palace là Eze, Ayew và Mateta. Họ đã phối hợp với nhau để tạo ra bàn thắng mở điểm. Tỷ lệ thắng khi ghi bàn mở tỷ số của Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh mùa này là 44%. Tất cả những đường tấn công của Palace trong hiệp 2 đều phải qua chân của Eze, và đây là một pha phối hợp
của bộ ba tiền đạo bên phía bầy đại bàng. Những chú đại bàng đang bay cao ở Cyrus Park. Góc sút điểm là tương đối rộng với Mateta. Anh đã có một pha xử lý một chạm đầy ăn ý với Ayew. Ông Glasner đã có sự lựa chọn chính xác khi để Ayew đá chính chứ không phải là Michael Olise. Khi bị dẫn trước, Newcastle chưa bao giờ thắng ở Hoàng Anh mùa giải năm nay. Trọng tài xác định Palace không phạm lỗi. Williams, Jeffrey Sloop, Mateta 2-0 cho Crystal Palace. Và đó là dấu chấm hết với Newcastle. Hai bàn thắng chỉ một cái tên. Mateta đã ghi bàn bằng cả chân phải và chân trái. Cả hai pha lập công đều được thực hiện ở hiệp 2. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Glasner đã phát huy hiệu quả. Jeffrey Sloop chính là người thực hiện đường truyền tiền kiến tạo. Còn cầu thủ đã dọn cố cho Mateta là Win Hughes. Và lùi xuống đầy nhạy cảm của Mateta khi mà anh chủ động muốn nhận đường truyền của Win Hughes. Từng nhịp trong pha tấn công này của Palace là ăn khớp với nhau. Nhưng nỗ lực chạm bóng của Bradley không mang đến cơ hội cho Liverpool. Eze trượt chân rất tai hại của Virgil van Dijk. Và đây là cơ hội đối mặt dành cho Jean-Philippe Mateta. Không vào. Juanjo Robertson với tình huống sạc bóng cứu thua vừa rồi. Hãy cùng xem lại thứ này. Pha bóng tưởng như vô hại nhưng Van Dijk lại trượt chân. Anh bị lỡ trớn. Và Mateta đã tung ra một cú trích bóng để loại bỏ Alisson. Nhưng rất may là Robertson vẫn có thừa tốc độ để giải nguy cho Liverpool. Trái bóng chưa lăn qua vạch vôi. Olise, cú đá giấu chân của cầu thủ mang số 7. Nhưng nó không đủ uy lực để có thể hạ gục được Alisson. Rất hay. Eberichese nguy hiểm. Và bay người đánh đầu là của Mateta. Anh cho rằng mình đã bị đẩy ngã. Cái thoát đi rất hay của Eberichese. Sau đó là đường truyền vào bằng má ngoài.